thưa quý khán thính giả, bên cạnh Mậu Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry Fountain Valley. Kính thưa bác sĩ, trong suốt những ngày tháng vừa qua, bác sĩ nói rất nhiều về những cái kỹ thuật mới cũng như là những cái sự biến đổi trong cái làng mà về nhãn khoa. Nhưng mà Mậu Lan ngày hôm nay muốn khoe một chút xíu về máy móc của bác sĩ, tại vì rất nhiều bệnh nhân đến đây khám mắt với bác sĩ và bác sĩ khám kỹ vô cùng. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình có thể nói sơ qua một số những cái máy móc mới bác sĩ có không ạ? À, vâng, thưa chị, cái kỹ thuật mới tức là cái digital đó thì nó giúp cho không những cái khám mắt nhanh hơn và khám mắt còn kỹ lưỡng và có những cái hiệu quả và cái kết quả nó tốt hơn. Và một điều thứ hai nữa là trong những trường hợp mà những bệnh nhân mà mình nói là handicap, ví dụ như những bệnh nhân mà họ không có thể nào họ di chuyển được á, thì những cái dụng cụ mà coi như handheld, tức là mình gọi là cầm trên tay á, và những dụng cụ này hoàn toàn rất là tiện lợi, tại vì chúng ta không cần phải để cho bệnh nhân ngồi trên ghế mà bệnh nhân có thể ngồi trên cái xe lăn bệnh nhân để mình khám tại chỗ được, không có cần phải coi như là di chuyển bệnh nhân nó phức tạp mà cũng không có không, bệnh nhân cũng mệt mỏi. Thì đây là tất cả những cái máy handheld. Thì cái máy này mình đi từ phía trước ra phía sau, thì trước hết là cái máy này là cái máy khám về cái giác mạc. Máy này là hoàn toàn là handheld, tức là mình nhìn vô đây và coi như tự cái đầu cái trán bệnh nhân vô và mình có thể điều chỉnh cái khoảng gần xa để mình coi, và mình coi cái mắt bệnh nhân, cái giác mạc bệnh nhân nó có bị gì không bệnh nhân. Rồi kế tiếp nữa là mình có coi đi sâu hơn tí nữa, mình coi cái cườm mắt của bệnh nhân, tại vì một trong những người lớn tuổi thì hay họ hay bị cườm, thì coi như là mình nhờ cái phương pháp này, quý vị thấy cái ánh đèn đây, và coi như là mình có thể chiếu vào mắt bệnh nhân để mình coi được cái độ cườm của bệnh nhân nữa, đi sâu vào cái sâu nữa, và họ mình có thể dùng một cái kính nhỏ nữa để mình đi sâu, mình coi tận vào cái đáy mắt bệnh nhân luôn. Đó, thành ra cái này là một cái mình gọi là cái rất là khám rất tốt về cả ba phía trước và phía sau, phía giữa và phía sau của cái con mắt. Và Mậu Lan thấy cái này cũng rất là tiện lợi, thưa bác sĩ, là chẳng hạn như là khi mà quý khán giả mà có các em mà nó hơi nhỏ đó, giờ mình có kê bên gối đến mấy thì cũng không có đắp được cái cầm lên trên kia, thì bác sĩ có thể dùng cái máy handheld này để mà khám phải không ạ? Vâng, đúng rồi chị, tất cả những em nhỏ quá thì các em có thể nhiều khi các em khám những cái vào cái ghế ngồi các em với không tới, các em phải cố ngưỡng cổ lên các em cũng vẫn không tới, thì cái này rất là tiện lợi để mình tất cả các trẻ em nhỏ mình vẫn có thể coi được, và người lớn cũng vậy. Mậu Lan được đi biết là bác sĩ có một cái máy mà đo áp suất mắt rất là tối tân, và Mậu Lan có thể thấy được cái con số nó nhảy khi mà bác sĩ đo áp suất mắt với cái máy này đó bác sĩ. Vâng, thì rất nhiều người đi khám mắt họ rất sợ cái khám mắt là bị cái áp suất là thổi một cái họ giật mình là họ sợ lắm. Thì đây là những cái kỹ thuật mới để mình có thể đo cái áp suất mắt mà không cần phải gây cái sự sợ hãi. Mình có thể bấm và coi như cái máy này nó sẽ đo vào cái ngay cái giác mạc, và từ cái giác mạc nó đo ra được cái con số của áp suất là tương đối là chính xác tới khoảng 95-100% và được FDA approve. Thưa quý vị, đây là cái máy mới nhất mà chúng tôi dùng vào mục đích AutoCare. Máy này có thể chụp cái giác mạc mà với những cái mức độ tinh vi nhất bây giờ. Và cái thứ hai là máy này có thể không những chụp giác mạc mà còn chụp phía trong mắt nữa, tức là cái vấn đề crystal lens, tức là cái thử tinh thể. Và máy này có thể đánh giá được cái độ cườm. Máy này cũng nhằm phục vụ cho cái vấn đề mà phương pháp color vision therapy để đánh giá cái độ cườm, và dựa trên cái phương pháp color vision therapy để tan cái độ cườm đó như thế nào, chúng tôi có thể chụp, chúng tôi có thể biết được before and after. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương thật nhiều, và tất cả những tham khảo với bác sĩ nhãn khoa James Trương đều là miễn phí. Quý vị có thể gọi ở số là 714-418-9607, 714-418-9607. Phòng cận thị hơn là chữa cận thị, thưa quý vị. Đây là những cái phương pháp rất là tối tân và bác sĩ tự tay thiết kế trong AutoCare, cho nên bất cứ một cái trường hợp nào dù khó khăn nhất bác sĩ vẫn có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Số điện thoại một lần nữa là 714-418-9607. Mậu Lan xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, Mậu Lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả bác sĩ nhãn khoa James Trương của Eye Care Optometry FV, tức là Fountain Valley. Mậu Lan xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mậu Lan và chào tất cả các quý vị khán thính giả đang xem chương trình video về mắt hàng tuần của chúng tôi. Kính thưa bác sĩ, ngày hôm nay Mậu Lan được biết bác sĩ sẽ nói về cái triệu chứng lazy eye ở các em phải không ạ? Và có thể chữa bằng AutoCare phải không bác sĩ? Không phải bằng AutoCare chị. Cái này là mình dùng cái liệu pháp kính lọc màu. Vâng. The color vision therapy. Vâng. Thì trước hết mình muốn nói là ở đây đó là cái lazy eye á, thì có hai loại lazy eye. Một cái loại là coi như là mắc phải. Mắc phải tức là một con mắt nó sẽ có thể khả năng nó bị lệch hay là bị yếu từ nhỏ. Khi đa số là bị lệch
mà khi các em bị lệch qua một bên thì cái mắt các em đó các em không thấy rõ nữa. Thì khi mà không thấy rõ như vậy thì cái phương pháp điều trị đó là đa số là các bác sĩ cho bịt cái mắt tốt đi để cái mắt nó hoạt động lên. Một hình thức lazy eye thứ hai là lazy eye mắt phải, tức là không phải là bẩm sinh như chúng ta vừa nói ban đầu. Mắt phải thì là do cái mắt một bên nó yếu, yếu do cái thị lực mình yếu, thì khi lúc đó cái mắt yếu nó sẽ yếu dần đi, nó càng thời gian nó yếu nhanh hơn và nó cách xa cái mắt kia ra. Khi mà cách xa khoảng có nhiều tiêu chuẩn, khi cách xa khoảng 0.75 hay là chờ khoảng 1 độ thì mình gọi là lazy eye, là cái mắt nó yếu. Thì đó là nói với quý vị hai hình thức lazy eye. Thì khi các lazy eye thì các mắt các em thường yếu, thì các em não mình chọn có một mắt tốt thôi, là các em sẽ cái mắt tốt thì nó vẫn rõ, các em mắt kia thì nó càng mờ. Thì để phối hợp thì cái phương pháp AutoCare thông thường nó chỉ giữ cho cái mắt lazy eye nó không lên độ thôi, chứ AutoCare nó không hép được gì ở bên cái mắt lazy eye cả. Thì cái vấn đề chính là chúng tôi muốn nói là cái phương pháp kính lọc màu. Thì kính lọc màu nó giúp cho, vừa chúng tôi có chương trình kính lọc màu này, và kính lọc màu hoàn toàn nó giúp cho cái vấn đề lazy eye khá nhiều. Chúng tôi có bài viết về vấn đề đó, và chúng tôi cũng nói đề cập nhiều vấn đề. Thì đây là một trong những chứng trong trường hợp của các em mà đây là một những em mà bị lazy eye. Khi em này bị lazy eye thì coi như bố mẹ cũng rất là lo lắng và cũng cho em đi làm, cũng batching eye. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì cũng rất là chậm. Và sau khi em đã dùng kính lọc màu và coi như kết quả thì khá hơn, tốt hơn. Thì cái em này, những cái video testimonial này của em này là có trên YouTube. Đây là cái hình ảnh chúng tôi đã, và cái phim đã post trên YouTube, và phụ huynh họ rất happy, thành ra họ đồng ý để testimonial cái những trường hợp này. Kính thưa bác sĩ, rất nhanh thì cái gì nó đưa đến cái nguyên nhân của cái lazy eye vậy bác sĩ? Thì lazy eye mình nói là thực ra là mình có là nó có cái vấn đề. Đây là cái băng video đó quý vị. Thì quý vị coi trên YouTube nha. Thì cái vấn đề lazy eye đó, cái nguyên nhân nó bẩm sinh thì có thể nó có di truyền. Mà cái mắt phải là do các em sử dụng mắt nhiều quá và sử dụng mắt lệch lạc, cho các em nhìn một bên nhiều quá. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương. Và trước khi chúng ta theo dõi những cái live testimonials của bệnh nhân của bác sĩ nhãn khoa James Trương, Mộ Lan xin gửi quý khán thính giả số điện thoại là 714-418-9607, 714-418-9607. Tất cả những tham khảo với bác sĩ nhãn khoa James Trương đều là miễn phí. Mời quý vị gọi để làm hẹn với bác sĩ. Xin chào cả nhà, đây là buổi phỏng vấn về Light Therapy, hay còn được gọi là Color Vision Therapy ở Eye Care Optometry tại Fountain Valley với bác sĩ James Trương. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu sơ qua về gia đình của mình được không ạ? Dạ vâng, chào bác sĩ và chào cô Trâm. Chào tất cả quý vị, tôi là Lâm Hải và tôi là Mai Cẩm Vân, và cháu ngồi cái bên là Ronald Lâm. Dạ, chú có thể cho con biết sơ qua về tình trạng mắt của bé được không ạ? Dạ vâng, trước khi mà cháu đến bác sĩ Giang Trương thì lúc nhỏ thì cháu khoảng 6 tuổi thì cháu bị lazy eye. Thì khi đi bác sĩ thì bác sĩ cấp cho mang kính. Mang kính thì tới khoảng lớp 9 thì cháu được stop dùng cái kính. Thì nói bác sĩ là kính của mắt của cháu bình thường, nhưng mà tôi thấy thì không có bình thường lắm và cháu vẫn có bị lazy eye. Thì cũng có một cái dịp tình cờ là có người bạn đến đây khám mắt bác sĩ Trương Trương, thì tôi đang rồi đồ làm đến và được bác sĩ giới thiệu về cho cái phương pháp Light Vision Therapy. Dạ, thì hiện tại Ronald đã đeo Light Therapy được bao lâu rồi ạ? Dạ vâng, Ronald được mang cái Vision Therapy đó được 3 tháng rồi. Dạ, thì Ronald đang tập với bao nhiêu cái filter? Ronald được tập với 3 cái filter. Cái filter đầu tiên thì dùng 3 phút, filter thứ nhì thì dùng 8 phút, và filter thứ ba thì dùng 10 phút. Dạ. Hi Ronald, can you tell me about yourself? Tell me your name and which grade are you in? Okay. My name is Ronald. I'm 20 years old, turning 21 this year. I'm in college. Mm-hmm. Second year in college. Good. And how do you feel about live vision therapy? It really helps improve my memory, improve mm-hmm. my vision. My contact is better. That's good. Chú có thể cho con biết là một ngày Ronald tập bao nhiêu lần được không ạ? Dạ, Ronald thì một ngày tập một lần. Thì
trong cái limit của cái thời gian mà bác sĩ đã giới thiệu đó là cái vision, cái kiến trước đầu tiên thì dùng 3 phút, cái kiến thứ hai dùng 8 phút, và kiến thứ ba dùng 10 phút. Thì hôm nay thì bác sĩ có recommend là nên cho cháu tập 2 ngày một lần thì sẽ improve hơn. Dạ, yeah, thì Ronald đã đeo được 3 tháng rồi á, thì giờ chú có thể cho con biết được sự thay đổi như thế nào không ạ? Dạ vâng, thì tôi rất là happy khi mà thấy rằng cái phương pháp Light Vision Therapy nó help cháu rất nhiều. Tại vì trước khi tôi đến đây thì 3 tháng trước thì cháu có lấy gì ai và cái những cái behavior chẳng hạn cái lối sinh của cháu ấy, thì rất là chậm chạp, và bây giờ thì cháu improve rất là nhiều về cả cái lazy eye thì gần như là không còn, và cái motion của cháu thì rất là tốt hơn. Dạ, yeah. Thì chú có định recommend cái light therapy này cho những người khác không ạ? Tôi thật sự thì không phải là người quảng cáo chuyên nghiệp, nhưng mà tôi thấy rằng cái điều này nên giới thiệu đối với những người có những người con giống như tôi vậy. Thì cháu Ronald mà khi tôi về nhà thấy cháu bị therapy hoặc là cái motion của cháu như vậy thì tôi rất là buồn. Yeah. Nhưng mà khi mà sau 3 tháng tập thì cháu improve rất là nhiều về cả cái vision và kể cả cái behavior, và cái chẳng hạn như là cái những cái hoạt động của cháu. Thường thường cái cháu có cái problem với eye contact với mọi người khi nói chuyện. Yeah. Nhưng mà là khi bây giờ thì cháu không có bị cái giới hạn đó nữa, và cái cháu improve rất là nhiều khi nói chuyện với người khác. Thì yeah. Cả cháu đi học thì lấy cái memory thì cũng đỡ hơn nữa. Và bác sĩ Trần Trương có mới nói với tôi rằng khi mà tập nhiều hơn nữa thì có thể là cái tình trạng nó tốt hơn rất là nhiều. Dạ thì trước khi con kết thúc thì chú có muốn nói điều gì với bác sĩ James Trương không ạ? Dạ vâng, đầu tiên thì đúng ra cái lời đầu tiên phải nói là cảm ơn bác sĩ James Trương, nhưng mà thật sự thì cái cảm ơn mình để trong lòng thì tốt hơn. Nhưng mà tôi sẵn đây rồi, tôi cũng muốn gửi lời để cảm ơn bác sĩ James Trương và gia đình bác sĩ, đặc biệt là cái trong cái ngành nghề của bác sĩ đã giúp những người bệnh nhân như con của tôi. Như cái phương pháp Light Vision Therapy này rất đặc biệt và rất là mới đối với cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng khi mà giới thiệu đến những người đứa trẻ mà bệnh như vậy đó, đó cũng cách là giúp đỡ cho mọi người. Và tôi mong rằng là mọi người khi mà có tình trạng khó khăn như tôi như vậy thì có thể cái phương pháp này sẽ giúp con cái của quý vị được tốt hơn. Và cái lời chân thành cảm ơn của tôi đối với bác sĩ Giang Trương và gia đình, tôi rất là chúc bác sĩ rất nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ, con cảm ơn gia đình ạ.